Xin kính chào quý vị. Phần thứ hai tôi xin giới thiệu một người khách đặc biệt là cô dược sĩ Dung, Denise, là cô là dược sĩ của 3 tiệm pharmacy gọi là Professional Pharmacy. Cô sẽ có một cái chương trình đặc biệt thông báo cùng quý vị. Đó là lý do tại sao cô xin lên làm guest của tôi bữa nay. Xin Dung giới thiệu về chương trình của mình và các dược sĩ còn thuốc như thế nào, số phone. Trước hết, Denise xin thân ái mến chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình VBS và mến chào bác sĩ Kelvin Mai. Denise là dược sĩ, Denise Lê ở Professional Pharmacy. Professional Pharmacy có 2 chi nhánh ở Santa Ana và 1 tiệm ở Westminster. 2 chi nhánh ở Santa Ana trước đây là MTM Pharmacy nhưng vừa mới đổi tên là Professional Pharmacy. Đây là có một chút hình ảnh cho quý vị coi. Đây là mấy nhân viên, mấy nhân viên của Professional Pharmacy ở đây là cổ hiện giờ có cái thuốc Johnson Johnson, vaccine COVID-19. Chút nữa chúng tôi sẽ quay lại nói kỹ thêm về cái vaccine này cho quý vị. Đây là một tiệm thuốc, cái này là ở Santa Ana hay là ở Westminster, rồi. Đây là một tiệm của Westminster, tiệm thuốc đây cho quý vị thấy. Cổ phục vụ rất là tốt, nhiều quý vị có những cái lời khen, rất là chiều bệnh nhân. Và quay lại cái COVID-19, như dược sĩ Dung có cái vaccine rồi phải không? Dạ đúng như vậy, Denise mới nhận được, đã nhận được 300 mũi vaccine cho 3 tiệm và đã hết 100 mũi trong 1 tuần đầu và rất là đông khách gọi vào, thì đã xong hết 100 mũi vaccine và bây giờ mới nhận được 200 đô sáng hôm nay. Dạ thì lần đầu đó, cái tuần đầu đó thì tại vì phải bỏ lên trên website đó nên khách ngoại quốc người ta gọi vô quá nhiều, mà Denise không biết thế nào để thông báo với cộng đồng Việt Nam của mình á, tại vì nhiều người rất là cần Johnson Johnson 1 mũi, nên Denise nhờ bác sĩ Kelvin Mai cho Denise lên cái show ngày hôm nay để giới thiệu với quý vị khán thính giả. Thì nếu có ai mà có điều kiện và mong muốn cái Johnson vaccine hôm trước bây giờ đó thì liên lạc với Professional Pharmacy ở 714, Denise nói tiếng Việt nhé, 714-881-0012 để làm thời khóa biểu và schedule, làm hẹn để đi chích ngừa. Vâng, thì cái Johnson Johnson này nhiều người cũng muốn và nhiều người cũng có những câu hỏi thắc mắc. Thì cái Johnson Johnson này chích mấy mũi dược sĩ? Dạ, Johnson Johnson thì chỉ có 1 mũi thôi. Và phản ứng phụ nhiều không? Phản ứng phụ ít hơn Moderna và Pfizer. Rồi, phản ứng phụ ít hơn. Rồi cái hữu hiệu của nó khoảng bao nhiêu %? Cái hữu hiệu khoảng chừng bây giờ là ở nước Mỹ là khoảng 70 tới 72%, nếu mà trên toàn thế giới thì thường dưới 70%, nhưng mà trên nước Mỹ. Và cái số người vào bệnh viện và tử vong do Covid sau khi chích cái Johnson Johnson có nhiều không? Cái này thì thật sự mình chưa biết, tại vì nó mới được emergency approval cách đây khoảng 2 tuần thôi, thì mình có test liền, nhưng mà thời gian sẽ trả lời. Denise đã chích trên 100 mũi rồi nhưng mà không thấy bệnh nhân nào gọi vào để nói về người ta bị phản ứng nặng quá phải làm gì, thì chưa hề nghe một cái phone nào gọi vào. Thì Denise tin tưởng là những bác nào mà sợ side effect đó mà cần 1 mũi thì là sẽ là candidate của Johnson vaccine. Quý vị cũng biết rằng Johnson Johnson vaccine đã được approve và nó cũng chích 1 mũi. Theo tóm tắt, phản ứng phụ thì nó có vẻ nhẹ nhàng hơn, và sau khi chích chúng ta được cái Covid passport liền. Denise đưa mình cái đây là cái thẻ đúng không quý vị? Anh chiếu vô cái này cho dễ thấy hơn, là nó sẽ được chứng gì chỉ có 1 mũi thôi. Viết chỗ này là có thể quý vị cầm thẻ này đi du lịch, đi gọi là Covid passport cho quý vị. Về vấn đề và vô nói rõ một chút xíu, trước đây tôi cũng nói nhiều lần rồi, so với những cái Pfizer, Moderna quý vị, cái đây 1 mũi thì cái hữu hiệu nó hơi ít hơn một chút. Tuy nhiên tôi cũng nói chuyện với cô dược sĩ, cô cũng đồng ý là cái sự so sánh nó hơi khó khăn. Thứ nhất là Johnson Johnson nó đang thử nghiệm trong cái thời kỳ khó sau giai đoạn, tức là khoảng tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Tức là cái thời kỳ đó chúng ta có nhiều biến chủng mới, kháng cự thuốc chích ngừa, thì cái công hiệu của nó nó thắng được, có nghĩa là nó cũng khá tốt rồi đó quý vị. Nếu mà Pfizer Moderna mà thử nghiệm lại có thể gặp khó khăn với những kháng chủng này. Cũng tôi nghĩ nó cũng sẽ tụt xuống còn khoảng 70-80% thôi mà Pfizer Moderna. Và để mà chính xác hơn, chúng ta phải so sánh, làm head to head, tức là thử nghiệm lại hai người chích trực tiếp cùng một thời gian đó với nhau, cùng có số lượng bệnh nhân tương đương với nhau thì mới so sánh được. Dạ đúng đó, bác sĩ. Vâng, đây là cái điều là đúng. Câu hỏi hồi nãy tôi trả lời để cho nó rõ ràng hơn là tôi hỏi về cái hữu hiệu về chống khỏi vào bệnh viện và chết, thì hiện giờ các nghiên cứu của Johnson Johnson thấy là nó gần như 100%. Tức là chích sâu rồi thì có thể bị, nhưng mà hiếm có ai vào bệnh viện hoặc tử vong, giống như Pfizer Moderna. Thì nếu quý vị nhìn vào, có một số quý vị bệnh nhân của tôi nói thích Johnson Johnson chích một mũi thôi bác sĩ, và tôi nghe con số mà miễn sao bị là bị nhẹ thôi, không phải vào bệnh viện, không phải tử vong, thì tôi chọn Johnson Johnson. Và cô Denise, cái tiệm mà lớn nhất của cô là nằm ở cùng cạnh phòng mạch của tôi, cho nên tôi yêu cầu cổ là ưu tiên cho những bệnh nhân của tôi, của dành một số thuốc cho những người thích chích Johnson Johnson. Nên quý vị chích một mũi, nó gọi Janssen, nó để cho Janssen, tức là Johnson Johnson đó, thì quý vị sẽ liên lạc vào mạch tôi hay là liên lạc với tiệm thuốc. Có số phone liên lạc thẳng với tiệm thuốc để chích cái này là số mấy? Dạ, quý vị có thể gọi vào số phone 7148810012. Thì quý vị có thể nói là mình thích chích ở Westminster hay là ở dưới Santa Ana, thì nhân viên sẽ sắp xếp hẹn cho quý vị. Và vaccine là free, không có tốn tiền. Tức là bệnh nhân không trả đồng nội, không trả đồng nào hết. Sướng không? Rồi, cái này tức là mình bill bảo hiểm có thể nó trả không, từ chính phủ đã sponsor cho cái vaccine này rồi. Thứ hai nữa là hiện giờ Pfizer nó đang thí nghiệm đã thành công là nó thấy chích cho những vị trẻ, vị thanh niên khoảng 12 tuổi tới 16 tuổi. Quý vị biết con số như thế nào hữu hiệu bao nhiêu không quý vị? Nó nói gần 100%. 100%. Tôi mà nghe cái gì 100% là tôi run lên, tôi tưởng là số giả, đúng không? Thế mà quý vị nghe cái chuyện gì mà 100%, em ơi chiều nay 100%, em ơi, là mình thấy hơi xạo rồi. Hoặc là giống như ở Việt Nam, chủ tịch này được bầu lên 100%, Kim Jong Il được bầu trên 500, là mình biết là có điều đây. Nhưng mà cái này là vaccine được Pfizer study ở Mỹ, những nhà khoa học Mỹ làm, mình nói tới 100%, tôi hãy đợi đấy. Cũng có thể một phần hiểu được, lý do là những người lớn tuổi là 95% rồi, những em thì ít bị hơn rồi, đúng. Còn 100% nữa thì là có nghĩa là chích xong không em nào bị nữa, không bao giờ bị. Tôi có hai đứa con là trúng rồi đó, sẽ ghi danh để chích cái Pfizer trong cái đúng cái tuổi mà người ta nghiên cứu. Quý vị, đó là một cái tin vui cho chúng ta. Rồi còn dược sĩ có những tin nào về thuốc, có offer gì cho bệnh nhân nữa không? Thì Denise có một điểm cuối cùng cần nói là Johnson Johnson có chích được cho những người đang có bầu và đang cho em bé bú không? Thì Denise có 2-3 người bệnh nhân tới đang breastfeeding và có bầu, thì người bạn Denise hỏi là họ đã nói chuyện với người bác sĩ chưa, thì họ nói người bác sĩ họ nói được Johnson Johnson được chích. Thì Denise cũng đề nghị nếu ai trong cái tuổi mà có lo lắng mà muốn chích, mà mình đang trong cái tuổi đó thì nên nói chuyện với bác sĩ của mình coi thử mình có lại phải được chích Johnson Johnson hay không. Thì đó là quý vị nên nhớ là những người phụ, có cả mấy chục ngàn người phụ nữ có bầu, họ không biết, họ đi chích những cái vaccine như là Pfizer, Moderna hay là Johnson Johnson, kết quả họ không có bị gì hết, thai nhi vẫn tốt bình thường. Tuy nhiên khi mà đụng tới chuyện thai nhi của nước Mỹ á, nó khổ khăn lắm. Tại vì không những là người mẹ mà đứa bé sinh ra, rồi đứa bé lớn lên nữa, nó mang cái trách nhiệm không phải 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 18 tuổi luôn. Cho nên hội đồng y khoa rất là cẩn thận khi nói về chích vaccine cho có bầu. Nhưng mà tới giờ này thì an toàn. Và quý vị cũng nên hỏi những bác sĩ gia đình của mình về những mình vừa sinh hay là chuẩn bị có bầu hay là có thể mang bầu bất kỳ lúc nào, hỏi có nên cho chích hay không. Thì dù sao cổ cũng là dược sĩ chứ cũng không phải là bác sĩ, nên cổ phải cần approve của những bác sĩ. Ở phòng khi chích của mình á, mình có những cái thuốc gì sẵn sàng để lỡ mà người ta bị sốc phản vệ hay không? Dạ đúng, phải có chứ. Lúc nào chích vaccine thì Denise cũng có một đô, 2-3 đô của epinephrine gần đó, là bên cạnh cái rổ chích ngừa của mình á, thì nếu có phản ứng gì đó thì là mình dùng nó liền ngay lập tức. Vâng. Thì rồi lỡ rồi bệnh nhân phải chờ bao lâu sau khi chích? Bệnh nhân chờ không có lâu, đặc biệt là ngày hôm nay Denise thấy trong cái video review của mình á, khách ngoại quốc họ rất là thích. Họ nói là small pharmacy nhưng mà good service, từ khi họ make phone call cho tới khi họ vào chỗ ngồi đó thì service rất là nhanh và rất là good, thành ra ai cũng khen hết, rất là vừa, rất là mừng cho tiệm của mình. Sau khi chích xong thì bệnh nhân ngồi chờ khoảng bao lâu trước khi dược sĩ cho về? Dạ, bệnh nhân ngồi chờ 15 phút và mình không có chóng mặt, không có bị phản ứng gì thì họ được đi về và họ được phát cái thẻ gọi là travel passport hoặc là covid passport mà bác sĩ Mai mới chỉ. Đấy, cũng y chang như vậy. Ai cũng rất vui được nhận cái thẻ đó. Vâng, đó là chương trình một phút ngắn hạn để thông báo cho quý vị dược sĩ Denise có thuốc Johnson Johnson cho quý vị chích. Mình có giới hạn từ tuổi nào tới tuổi nào không? Dạ, đó một cái tin vui ngày hôm nay là bắt đầu một tay là ngày hôm nay là họ cho bắt đầu từ 50 tuổi trở lên, và 15 tay là dưới 50 tuổi đã được nhận cho chích ngừa hết, tức là sau 15 tay tuổi nào trên 18 tuổi là Denise đã nhận cho Johnson vaccine rồi nha. Thì nên là 15 tay quý vị có thể gọi từ bây giờ và lấy hẹn cho ngày 15 tay cho những người dưới 50 tuổi. Và nếu mà dưới 50 tuổi bây giờ mà có bệnh như bộ bệnh suyễn, bệnh cao mỡ, cao đường huyết áp có được chích không? Denise nghĩ không có vấn đề, nhưng mà nên nói chuyện với người bác sĩ gia đình trước coi thử mình có được chích hay không, cái đó rất là quan trọng. Xin tạm biệt quý vị và tạm biệt cô Denise. Quý vị vẫn giữ, tôi chưa tạm biệt cô Denise, dược sĩ Denise sẽ tạm biệt quý vị. Và trong chương trình kế tiếp tôi sẽ có một cô nữa lên để hầu chuyện cùng quý vị. Denise xin chào và cảm ơn quý vị khán thính giả của đài truyền hình VBS đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay về Johnson vaccine của tiệm Professional Pharmacy. Xin kính chào.